Tối nay, Sở Y tế tỉnh thông báo trong 24 giờ qua, Quảng Ngãi ghi nhận 165 ca mắc COVID-19. Cụ thể, huyện Bình Sơn có 22 ca bệnh, huyện Sơn Tịnh có 41 ca bệnh, thành phố Quảng Ngãi có 64 ca bệnh, huyện Tư Nghĩa có 16 ca bệnh, huyện Nghĩa Hành có 9 ca bệnh, huyện Mộ Đức có 2 ca bệnh, thị xã Đức Phổ có 4 ca bệnh, huyện Trà Bồng có 1 ca bệnh, huyện Minh Long có 1 ca bệnh, huyện Ba Tơ có 5 ca bệnh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 16.469 ca bệnh. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 14.089 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 2.309 người. Trong số này có 38 ca bệnh nặng và 5 ca nguy kịch.